đưa tay thuận đập chéo chết nhau. Nhưng mà nó rất ít đập, ý là cái tay thuận nó đánh rất đơn giản, nó cứ khều khều mấy quả chồng đẩy tay thuận nó cứ khều khều không mà. Với lại chồng đẩy tay thuận nó đánh nó dễ ngoài hơn chồng, tại vì chồng đưa bên chéo đầu là nó canh hết rồi, chồng đưa chéo đầu là chồng canh nó chặt thẳng chặt chéo, chồng đưa tới thì có cầu chồng kê chồng kéo lại. Với lại chồng nó bây giờ nó đẩy rất là nhiều á. Bây giờ công á, là có cầu dài nè, cái dài kiên nhẫn nhồi đều ra để có cầu tấn